Phunro TV xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 3 tháng 2 năm 2023. Chúc quý vị và các bạn cùng gia đình ngày mới mạnh khỏe, bình an và thành công trong công việc. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay, ngày 3 tháng 2, ổn định trái chiều trên thị trường thế giới. Giá cà phê trong nước tăng nhẹ ở một vài địa phương. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, theo giờ Việt Nam, trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn tháng 3 năm 2023 giảm nhẹ 4 USD trên tấn với mức giảm là 0,19%, số mức giao dịch là 3.000, xuống giao dịch ở mức là 2.049 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2023, giá cà phê lại tăng nhẹ 2 USD trên tấn, lên mức giao dịch là 2.044 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 3 và tháng 5 trên sàn London tương đương với mức giá là 47.700 đồng và 47.600 đồng 1 kg. Các mức tăng giảm nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Còn tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica đảo chiều tăng trở lại. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2023, giá cà phê tăng 2 cent trên pound với mức tăng là 1,14%, lên mức giao dịch là 177,9 cent trên pound. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2023, giá cà phê cũng tăng được 2 cent trên pound với mức tăng là 1,14%, lên giao dịch ở mức là 178,1 cent trên pound. Các mức tăng đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê hôm thứ Năm ổn định trái chiều. Sức mạnh của đồng Real Brazil đã giúp giá cà phê Arabica tăng vào thứ Năm sau khi đồng Real tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng rưỡi so với đồng đô la. Đồng Real mạnh hơn không khuyến khích việc bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất cà phê của Brazil. Ngược lại, sức mạnh của đồng đô la làm cho giá cà phê Robusta giảm giá hôm thứ Năm ở kỳ hạn giao tháng 3. Tuy nhiên, ở các kỳ hạn giao xa khác lại đảo chiều tăng nhẹ. Nguồn cung cà phê toàn cầu nhỏ hơn đang hỗ trợ cho giá cà phê. Sau khi tổ chức cà phê quốc tế ICO báo cáo hôm thứ Năm rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu từ tháng 10 đến tháng 12 đã giảm đi 2,8% so với cùng kỳ, xuống còn 30,27 triệu bao. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê tăng nhẹ 100 đến 200 đồng trên 1 kg ở một số địa phương. Theo đó, giá cà phê sáng nay ghi nhận được thu mua ở mức 42.700 đồng tới 43.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay được thu mua quanh mức là 42.800 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Di Linh, ghi nhận ở mức là 42.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, sáng nay được thu mua với mức giá là 43.500 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 43.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, thu mua với mức giá là 43.400 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Chư Prong, ghi nhận ở mức là 43.300 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê sáng nay được thu mua quanh mức 43.500 đồng 1 kg. Và ở khu vực huyện Đắk Lấp, mức giá là 43.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua với mức giá là 43.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê sáng nay được thu mua quanh mức 43.400 đồng 1 kg và tại khu vực tỉnh Bình Dương ghi nhận ở mức là 43.600 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay được thu mua với mức giá là 43.700 đồng 1 kg. Trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô sáng nay được các đại lý và công ty thu mua quanh mức là 43.500 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay trên kênh Phunro TV. Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.